Gia bảo trong Tân Ước, trích khảo luận của Thánh Gaudensio giám mục Perdesia. Lễ tế kỳ diệu do Đức Kitô thiết lập quả là gia bảo của người trong giao ước mới. Gia bảo ấy, trong đêm bị trao nộp để chịu đóng đinh, người đã để lại cho chúng ta làm bảo chứng về sự hiện diện của người. Đó là lương thực đi đường của chúng ta, để trong cuộc hành trình dương thế, chúng ta được nuôi dưỡng và bồi bổ cho tới khi rời khỏi cõi đời mà về với người. Bởi vậy, Chúa nói, nếu anh em không ăn thịt và uống máu Thầy, anh em không có sự sống nơi mình. Thật thế, người muốn các ân huệ của người tồn tại nơi chúng ta. Người muốn các linh hồn đã được cứu chuộc bằng máu châu báu của người luôn luôn được thánh hóa. Nhờ thánh lễ là hình ảnh cuộc thương khó người đã chịu. Vì thế người chuyển cho các môn đệ trung tín đã được người đặt làm các linh mục đầu tiên trong hội thánh của người phải cử hành không ngơ những mầu nhiệm ban sự sống vĩnh cửu. Tất cả các linh mục trong giáo đoàn trên khắp thế giới phải cử hành các mầu nhiệm này cho tới khi Chúa Kitô từ trời lại đến. Vì thế, chính các linh mục và mọi tín hữu khi nhìn thấy cuộc thương khó của Chúa Kitô diễn ra hàng ngày trước mắt, cũng như khi cầm mình thánh Chúa trong tay, rồi rước vào miệng và mang trong lòng, thì tất cả chúng ta đều phải giữ mãi kỷ niệm không phai mờ về ơn Chúa cứu chuộc chúng ta. Rồi vì bánh làm bằng nhiều hạt lúa miến xay thành bột, trộn với nước và nướng bằng lửa, nên được coi một cách chi lý là hình ảnh thân mình Chúa Kitô, mà chúng ta biết đã thành một thân mình duy nhất, kết tinh lại bởi biết bao người trong toàn thể nhân loại, và được nung nấu bằng lửa của Thánh Thần. Người đã sinh ra nhờ quyền năng Thánh Thần, và vì phải giữ trọn đức công chính, nên người đã đi vào nước thánh tẩy để hiến thánh nước. Rồi khi ra khỏi nước, được đầy Thánh Thần, Đấng đã ngự xuống trên người dưới hình chim bồ câu. Người rời sông Giô-đan, như tác giả sách Tin Mừng làm chứng. Đức Giê-xu được đầy Thánh Thần, từ sông Giô-đan trở về. Cũng thế, máu người là rượu từ nhiều trái nho gom lại, nghĩa là từ những trái trong vườn nho chính người đã trồng. Rượu này được ép trong máy ép là thập giá và lên men nhờ sức riêng. Khi được đựng trong bình là những kẻ uống rượu ấy với lòng tin, mọi người đã được giải thoát khỏi quyền lực Ai Cập và Pha-ra-ô, tức là khỏi quyền lực ma quỷ. Hãy cùng chúng tôi hết sức, hăm hở đem lòng đạo đức ra mà đón nhận lễ tế vượt qua sinh ơn cứu độ này, để chúng ta được thanh hóa tự trong đáy lòng, nhờ chính Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Đấng mà chúng ta tin đang hiện diện trong các bí tích của người, quyền năng vô giá của người tồn tại qua muôn thế hệ.